Chỉ với 6 bước đơn giản, bà con đã có thể sử dụng thành thạo ngay máy ép cắm viên F150. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, dòng máy ép cắm viên F150 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất đã và đang được rất nhiều bà con tin tưởng và sử dụng. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ hướng dẫn cho bà con cách sử dụng máy một cách hiệu quả nhất khi bà con mới mua về. Chăm nghe không bằng mua thấy. Vậy thì ngay bây giờ, Ngọc Nga xin mời bà con hãy đán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga tìm hiểu về cách sử dụng của máy nhé. Khi bà con đặt hàng bên công ty Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bà con có thể trực tiếp đến tận xưởng sản xuất nhận máy hoặc sẽ được nhận máy tại nhà qua đường bưu điện. Đầu tiên, khi nhận được máy, bà con hãy lựa chọn vị trí đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo, tránh mưa nắng, tốt nhất là để ở trong nhà. Bước này cực kỳ quan trọng để bảo quản được máy lâu dài. Bước 2, sau khi tìm được chỗ an toàn để máy rồi, bà con nhớ dùng cờ lê tháo lỏng hai con bu lông dài ra. Vì tất cả các máy mới bên công ty đều siết chặt quả lô khít với mặt sàng để bảo vệ máy trong quá trình vận chuyển, nên trước khi cho máy hoạt động, bà con nhớ vặn lỏng bu lông ra cho quả lô cách mặt sàng một khoảng cách để máy có thể hoạt động được. Bước tiếp theo, bà con có thể điều chỉnh độ dài của viên cám từ 0,8 đến 2 cm bằng dao cắt cám nằm ở dưới mặt sàng, nâng dao cắt cám lên để viên cám ngắn, hạ dao cắt cám xuống để viên cám dài. Bước tiếp theo đó là kiểm tra nguồn điện. Khi lắp đặt máy, bà con nên đặt máy ở gần nguồn điện tổng, trực tiếp sau công tơ điện mà không phải qua các thiết bị gia đình khác. Tốt nhất bà con nên có một đường điện riêng dành cho máy. Muốn biết nguồn điện có ổn định không, bà con hãy bật công tắc áp lên để máy chạy thử khoảng 5 giây rồi tắt. Bước tiếp theo, bà con phối trộn nguyên liệu để chạy thử máy. Như hiện tại, kỹ thuật viên đang phối trộn cám gạo để chạy thử máy. Công thức phối trộn nguyên liệu là 10 cân bột cám gạo với 1 lít nước. Ở đây, kỹ thuật viên đã chuẩn bị 5 cân bột cám gạo với nửa lít nước. Khi phối trộn, bà con nhớ trộn đều tay và lưu ý độ ẩm nguyên liệu chỉ từ 10 đến 25%. Bà con cũng có thể kiểm tra xem nguyên liệu đã đạt độ ẩm chuẩn chưa, như cách kỹ thuật viên đang thử. Tiếp theo là chạy thử máy, bà con nên đổ một lớp lót bột cám gạo trước. Vì lúc này quả lô đang cách mặt sàng nên bà con hãy đổ một lớp lót trước rồi mới bắt đầu cho máy chạy. Trong quá trình máy chạy, bà con hãy dùng cờ lê 19 siết đều hai con bu lông dài để tạo cám, đến khi cám ra đều và motor không quá gằn là được. Bà con cũng lưu ý trong quá trình điều chỉnh máy hoạt động, tuyệt đối không để toa nạp hết nguyên liệu. Khi cho nguyên liệu vào máy mới hoạt động, bà con lưu ý chỉ đổ 1/3 quả lô để có thể quan sát được quả lô có hoạt động đều không. Máy mới mua về, bà con hãy cho chạy thử máy trước với 10 đến 15 cân bột cám gạo. Bà con cho máy ép đi ép lại với bột cám gạo đến khi đảm bảo được 50 cân cám viên trở lên từ bột cám gạo trước đó là được. Sau khi bà con đã ép thành thạo bột cám thành cám viên, bà con đã có thể tự mình ép được các loại nguyên liệu thô tươi khác như rau cỏ băm nhỏ, cua, cá, ốc. Và bước cuối cùng, trước khi tắt máy, bà con hãy để lại một lớp lót nguyên liệu có thể làm bằng 50% rau cỏ băm nhỏ trộn với hỗn hợp cám bà con đang ép hoặc một bát con bột cám gạo trộn với 5 thìa cà phê dầu ăn để lần sau sử dụng máy sẽ không bị tắc sàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Xin đảm bảo với bà con, mọi máy móc được mua tại công ty Bình Minh đều là hàng chính hãng và bà con sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầy hấp dẫn bao gồm giá gốc mua tại xưởng, không qua khâu trung gian nên giá thành là rẻ nhất trên thị trường. Máy khi mua về sẽ được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng. Hết thời gian bảo hành, bà con cũng đừng lo lắng, công ty vẫn sẽ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho bà con. Vâng, và vừa rồi bà con đã cùng với Ngọc Nga tìm hiểu về cách sử dụng máy rất dễ dàng có phải không ạ? Dòng máy ép cắm viên F150 do công ty Bình Minh sản xuất đã giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Vậy còn chần chờ gì nữa? Bà con hãy nhanh tay gọi điện và sở hữu ngay cho mình dòng máy ép cắm viên này thôi nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho bà con. Sự thành công của bà con chính là nhiệm vụ của công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.